Chào quý vị, bước vào chương trình. Thank you.
Kunne ikke jeg med meg. Bruke blomkålen litt. Sorry quý vị, mình không biết bài sao mà nó mới problem. Thank you, Victor Ngô, Đà Xuân Phố. Sorry quý vị, cái nét mạng bên đây phải nói là dở quá. Trần Chiêu, Victor Nguyễn. Con Lê Vương, Phẩm Đức Phó, thank you. Mạng bên đây này không bảo đảm. Động quá đây còn nước còn tét. Hello Phương Hồn nữa. Giác Viên thì chiều. Nó đã cúp cho tôi hết mấy lần. Tôi nghĩ rằng người cộng sản nó rất là sợ. Thứ nhất là nó sợ tôi, và nó sợ tôi nhắc đến Đức Quốc Công, Chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Cộng sản sợ gì dữ hiển chứ. Sao mà cộng sản nó có vũ khí trong tay, quân đội trong tay vậy mà nó sợ có mình ông đầu trọc này với lại Đức Quốc Công tổng thống đạo minh quân của chúng ta. Sợ gì đâu mà sợ dữ hiển không biết nữa. Trời đất ơi, chúng tôi đâu có ăn tươi nuốt sống gì đâu. Ở trong hiến pháp đề rất là rõ, bỏ cầm thì còn việc không giết việc, đề rất rõ trong đó. Vậy mà các anh sợ chúng tôi là sợ cái gì tôi không hiểu nữa. Không, các anh giết dân mà các anh không sợ dân báo thù, các anh lừa bịp quốc dân mà không sợ quốc dân mai sau nó bắt quỳ gối trị tội. Các anh làm những điều phải nói là vô văn hóa trên đất nước Việt Nam, bán đất, bán biển, mà các anh không sợ quốc dân cạo đầu các anh, mà lại các anh chỉ sợ mình tôi, hay là các anh sợ Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Anh Quân, là mấy anh làm chuyện quá sai. Tổng thống Đào Anh Quân không có cái gì mà Đảng Cộng sản phải sợ cả. Tôi không có cái gì mà Đảng Cộng sản phải sợ. Cho nên nó là đừng bao giờ ngại ngùng mà lên đây tìm đủ một cách là phá
cái Facebook của tôi là không cho tôi dẫn tải tin tức sự thật về cho quốc dân Việt Nam. Mà anh bê bết quá, mấy anh làm việc bê bết á. Nếu không là tôi trình lên, tôi họp đại hội, tôi trình lên chính phủ là sửa lại cái hiến pháp thì mấy anh liều hồn. Mấy anh nên nhớ nha. Thì hiến pháp trong đó là bao gồm chất chứa đầy đủ cái tình duyên nợ nước, thù nhà, có phân minh rất rõ. Nhưng mà chữ thù ở trong cái hiến pháp gần như là không có. Nguyên cái câu văn cổ ngữ người ta nói thù nhà, tình nước thù nhà. Nhưng mà ở trong cái hiến pháp của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa không có cái chữ thù trong, mà cái chữ bao dung. Bao dung và nâng đỡ, bỏ hết những cái dư thừa để mà chúng ta cùng nhau xây dựng đất nước. Hiến pháp để rõ như thế đó. Việt cộng bỏ cộng, còn Việt Việt không giết Việt. Ồ, tuyệt vời như thế đó. Mấy anh còn đây, mấy anh cào bàn phím để tìm cách ngăn chặn không cho tôi vận tải cái tin tức sự thật về cho quốc dân Việt Nam. Mấy anh làm chuyện quá ư là sai lầm, vô cùng sai lầm. Kính chào quý vị mới vào diễn đàn. Ok, sorry. Tình hình Corona hôm nay thì nó tương tự như thế, không cần thiết phải nhắc nhở nữa. Và tình hình chiến sự ở bên Mỹ thật sự nó cũng là một cái chiến trận ở bên đó. Thì cũng như tôi đã thưa rằng là chúng tôi không ở bên nước Mỹ cho nên không có hiểu hết tất cả. Chúng tôi có hiểu nhưng mà hiểu phần nào đó thôi chứ không hết tất cả như những người ở bên Mỹ hiểu về nước Mỹ. Thì để những người ở bên Mỹ hiểu về nước Mỹ kể lại cho chúng ta nghe, thì dựa vào mấy mươi năm mình sống ở xứ người, mình nhìn thấy cái nước tự do bên Mỹ cái gì họ cũng có thể nói được. Nhưng mà họ chỉ nói trong những cái lúc mà tranh cử thì thôi, thì cái chuyện tranh cử cử mà giống cũng như là hai võ sĩ lên khán đài cứ đấm đá, dùng hết tất cả những cái chiêu thức, kể cả cái hư chiêu, cái chiêu mà không có học, không có được phép, mà đem lên dùng ở trên cái võ đài đó nữa. Nhưng mà thỉnh thoảng thầy giả đò đánh cái tay này ra, nhưng mà giả đò trợ cái tay là chơi cùi chỏ này vô, mà ở trên khán đài người ta không cho phép là chơi cái cùi chỏ mình, mà mình quánh quánh cái tay này vô được, đưa quánh giả đò trật cái đưa cùi chỏ được quánh. Nhưng mà là động tài người ta bắt hết, người ta biết hết tất cả. Thì cái tình hình ở bên Mỹ ngày mai vậy, có nhiều cái mà người ta không có thể đem lên trên cái diễn đàn công luận lớn giữa quần hùng nói ra được. Nhưng mà nhiều lúc mà người ta giận quá người ta làm luôn, người ta làm luôn, thì người ta biện hộ, người ta nói xứ Mỹ mà cái gì nó cũng nói hết á, cái gì nó cũng nói hết vậy đó. Nhưng mà khi mà thắng cử ông rõ nét gọi là phân minh rồi đó, thì cái ông mà thua cuộc á cầm điện thoại gọi, tôi chúc ông được làm tổng thống, tôi ủng hộ ông. Đó, người ta cái hay nhất là cái trò đó, chứ không phải là kêu xi tăng đại pháo tới mà cầm chân cầm tay bỏ vô tù giống như những nước khác đâu quý vị. Khổ vậy. Nước Mỹ nó có những cái hay mà mình những nước khác không bắt chước được, không bắt chước được. Cái thù hằn nhất là ở Á Châu chúng ta, nó tới ở Á Châu chúng ta phải nói là đáng ngại. Thì đó là, nhưng mà còn có một cái nữa là ở bên Mỹ, ở Cali, trời ơi, lửa đồ cháy nó phừng phực, nó cháy cái gì thì được chứ, mà lửa nó tới thì thôi, phải nói là nếu mà không cứu được mà mình nhìn thấy mà xe cứu hỏa mà nó thấu lui lại là coi như xong rồi đó, nghĩa là gần như là bó tay. Nhà thì nó cháy theo nhà, cỏ rác nó cháy theo rác, xe hơi tài sản nó cháy theo, nó cháy đến đảo mà cái cầu ở San Francisco mình thấy lửa đó. Ông cái ông mà chụp cái tấm hình đó, ông cũng hay á, ông tới ông tìm cách là ông đứng trên một cái góc độ nào đó, ông chụp hình ông thấy lửa táp qua cái cầu San Francisco
cậu nổi tiếng thế giới. Mình thấy, mình nhìn thấy cái cảnh đó mình, mà lúc trước tôi đi qua bên Cali đó, tôi cũng có nhìn thấy cái cầu đó, trời, nhà cửa cũng nhiều lắm mà lửa cái kiểu đó thôi chắc nó cháy rụi những cái số nhà ở bên kia đầu cầu. Thật sự mình cảm thấy mình cảm thấy tình hình nó rối ren bên Mỹ. Nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện bên Mỹ, không phải tình hình rối ren ở bên Mỹ, mà Tổng thống Donald Trump chính quyền quân sự của người không xem ngó và lưu ý đến Biển Đông đó. Cho nên mới nói là trên đời này chỉ có là nước Mỹ mới có khả năng kén đáng cái tình huống trên hòn vũ này mà thôi, chứ không có cái nước nào đó. Thật sự quý vị, chào quý vị, là mình rất là sorry cái tình cái mạng hôm nay. Hồi cái mạng của tôi to như thế này mà nó cũng yếu nữa thì mới thấy lạ. À, quý vị. Chào Nguyễn Hoàng. Chào quý vị mới vào trở lại. Chào Trần Lê Hằng. Cho nên quý vị đừng có sorry. Sorry cái mạng gì đâu rồi. Nó cái nó làm cho quý vị chạy ra chạy vô vài chạy có người nhiều người chạy xúc quần xúc áo luôn. Rất là tội nghiệp. Xin phép. Biển Đông. Wow. Phải nói là Biển Đông nó cũng tương tự giống như tình hình ở tại San Francisco, ở tại Cali vậy. Ta nói hết Corona thì lại lửa cháy, hết lửa cháy thì ở dưới hậu đoàn người Việt Nam xuống đánh chia rẽ khúc này chia rẽ khúc nọ, rồi người đi chống đi ủng hộ ông Trump mà có hai tốp, tốp có cờ vàng ba sọc đỏ, tốp đi không, mà người nào cũng có cái lý do của người đó. Cho nên nó phải nói là nó rối ren. Nhưng mà cái hay của nước Mỹ cái nó không phải là, nó rối ren ở sân ga. Tại vì cái con xe lửa dài vô tận của quốc gia nó đã đặt lên trên đường gầy xe lửa rồi. Cái rối ren đó là nó rối ren ở trong cái gon của từng cái gon của xe lửa, chứ không phải nó rối ren ở trên sân ga. Cho nên vẫn nằm ở trên cái đoàn tàu hỏa đó lăn bánh trên hai cái đường gầy đó mà đi đến tới nơi mục đích đã hoạch định. Tức là cái chiến lược của quốc gia, là luật pháp của quốc gia. Chẳng phải nó rối ren ở trên sân ga. Nếu mà rối ren trên sân ga có nghĩa rằng là một người thì muốn đi tàu hỏa, người muốn đi xe hơi BMW rồi Lexus rồi, người muốn đi máy bay đủ thứ thì nó rối lên. Cái này là nước Mỹ nó hay cái là nó có rối thật, nhìn thấy nó rối thật, nhưng mà nó rối trên từng cái gon ở trên đoàn xe lửa. Hay nhất là cái chỗ đó đó. Ở bên A Châu chúng ta ở tại nước ở tại tại Biển Đông của chúng ta ngày hôm nay nó tương tự như vậy, rất ren lên. Tối nay tàu hết tàu này tới tàu nó tấp nập vô, một người nào cũng đưa ra một cái ý kiến riêng tư của mình để bảo vệ cái bộ lông cái da thịt của mình, để xem kỳ này á. Cách đây 42 năm về trước, khi mà ở Âu Châu quý vị, mà lúc đó là Nga với lại Mỹ phải nói là giống như là lửa với nước này. Một là một người kia sống, hai người nọ chết thôi chứ không không có thể nào song hành được. Nhưng mà ngay trong cái lúc đó đó, cũng là đồng một thời mà tôi được biết rằng ở miền Nam Việt Nam sẽ có một vị thánh nhân ra đời lãnh đạo đất nước. Nhưng mà cái thời đó với lại bây giờ là bốn mươi mấy năm trôi qua rồi mà mình đọc cái mình nhận biết được cái điều đó, mình thấy nó phải nói là nó phơi quá, nó ngoài cái tầm tay với của mình. Nhưng mà không biết những cái lời đó mà mình đọc mình nhận diện thì nó lại rơi trong tâm nó đi khắc ghi ở trong đó, mặc dù qua một thời gian rất là dài dành để dày đặc như thế đó mà nó không vơi đi. Thì cái lúc đó mình thấy là giữa Mỹ và Nga là chiến tranh lạnh, mà tôi thấy tính mà sơ hở một chút xíu là chết luôn,
lúc mà tổng thống Reagan ông đứng lên ông nghe ông tuyên bố, ông tuyên bố như là Gorbachev mất hồn, nó nói nếu mà hỗ tiễn của Tàu à, xin lỗi của Hoa Kỳ và hỗ tiễn của Nga mà cùng một phát, cùng một lượt phát hỏa lên thì quả đất chia làm hai. Lúc đó Gorbachev lạnh lùng luôn. Cho nên xin thưa quý vị, ngay lúc đó mà mình biết được rằng á, là địch thủ với lại Mỹ không phải là người da trắng, ngay lúc đó cái thời điểm đó đó quý vị, mà tôi được biết như thế đó. Mặc dù mình thấy trên báo chí và truyền thông nói rằng là địch thủ Mỹ là Nga, địch thủ Nga là Mỹ, nhiều đó thôi. Mà lúc đó người Tàu á nó còn yếu xèo, nó như là cầm bún thiêu, chưa có cái gì gọi là cái gì cả. Rồi tới năm 1979 bị Cộng sản Việt Nam đập cho nó một trận tan tác ở ở biên giới Hồ Việt. À, lúc đó người Tàu nó còn yếu bụng xỉn, mà trước đó một năm mà tôi nhận diện được rằng tương lai địch thủ của Mỹ là dân da vàng, nên nhớ mà nó không nói là dân dân Tàu, nó không nói lúc đó là dân Tàu, nó nói dân da vàng. Mình nghĩ chẳng lẽ Việt Nam mà dễ giàu gì mà nói chuyện là địch thủ với Mỹ, nhưng mà không ngờ cho đến ngày hôm nay chúng ta nhận diện địch thủ của Mỹ là dân Tàu, nó cũng là một loại dân da vàng, một loại dân thôi chứ nó không hẳn là cái dân da vàng của nó giống như dân da vàng gọi là nguyên thủy của như người Việt Nam chúng ta. Chỉ có dân tộc Á Châu mà mình, dân tộc Việt Nam mới là dân tộc da vàng thôi, có nghĩa là Thượng Đế nướng rất là chuẩn, nướng qua nướng lại coi xem xét kỹ ha, ồ vàng điều hết rồi ha, rồi xong dục xuống dưới Đông Nam Á. Cho nên dân tộc của da vàng của chúng ta là dân tộc hoàn hảo nhất trên hoàng vũ, nên nhớ điều đó. Dân tộc Africa là nướng quá lửa đen, dân tộc Mỹ Âu Châu là nướng quá sớm, lấy ra quá sớm vì cái ông mà nướng ông thấy là nướng lúc tiên đầu quên, ông vừa nướng mà còn vừa đập kiện nữa, thôi cho ông quên ông để cháy làm sao, ông mất hồn, ông đang đọc kiện ông mất hồn, lấy ra sớm quá cái nó chưa có vàng, nó còn trắng toát. Ông mà cái lực mà lấy ra khỏi lửa là phải phải lai sanh một dân tộc cho nên là ông cái dân tộc mà da trắng chưa có hoàn hảo lắm. Rồi cái ông kinh nghiệm hai lần đầu ông mới nướng, cái lần thứ ba là lần cuối cùng, cái là da ra cái dân tộc da vàng của chúng ta hoàn hảo hết tất cả. Vì thế quý vị nên nhớ lật qua bao nhiêu thời gian lịch sử mà tôi biết bao nhiêu cái chuyện đắng cay của đất nước mà chúng ta vẫn sinh tồn, cái chỗ sinh tồn đó đó, bởi vì chúng ta quá hoàn hảo mới sinh tồn qua được những cái cảnh éo le của cuộc đời. Ngày mai đây là bến đỗ của quốc dân Việt Nam. Kính thưa quý vị, chính xác luôn ha, có nhiều người để cái câu là chính xác gì cả mà thiệt chứ, gặp dân tộc nào là bị chết rồi, bị chết bị đồng hóa, giờ này là còn xuống hỏa chứ không phải là còn còn về nó lên nữa đâu à, giờ này là nó tiến tàu ý xui xả luôn à. Việt Nam chúng ta hay hay nhất cái chỗ là người Tàu có nó đồng hóa rồi đó hả, cái nó bắt người Việt Nam mình là phải học tiếng Tàu. Ok, người Việt Nam cũng vẫn học tiếng Tàu, viết tiếng Tàu còn hay hơn người Tàu nữa. Rồi cái là chế ra cái tiếng Tàu đó, thay vì mình đọc cái chữ Hán thì mình đọc thí dụ như chữ Hán nói võ sĩ nó rệnh thì mình đọc là ngã thị Việt Nam nhân, mình dịch ra cái tiếng nôm mà mình đọc lại, trời đừng có đọc là võ sư gì nó rên, mà đọc là ngã thị Việt Nam nhân, trời ơi. Cho nên đó, khi mà viết á, viết đơn đơn trương mà kiện rồi với lại người Tàu á, thì viết ra người Tàu đọc được, người Việt Nam đọc được, nhưng mà mỗi lần hai người Việt Nam mình nói chuyện thằng Tàu đứng nó bó tay chấm cơm luôn
theo theo người Việt Nam mình mới gọi là cái thâm thái của nhà Việt Nam mình là sống còn cũng nhờ cái chỗ đó, đó. Bởi vì sao? Chúng ta rất là hoàn hảo, Thượng Đế đã tạo ra nước Việt Nam chúng ta, dân tộc Việt Nam chúng ta rất là hoàn hảo, không có thể nào chết đuối chết chìm chết nổi chết trôi được đâu quý vị, không bao giờ có đâu. Cộng sản nó tàn ác cách mấy chăng nữa nó giỏi tới ngày hôm nay là cùng, chứ nó không có làm hơn được nữa đâu. Rồi đây à, để chút nữa chúng ta hài tội với chúng đó. Mình phải kể cuối tuần tản mạng chút xíu. Cho nên là quý vị mà nhìn thấy nước Tàu cộng nó to lớn trời, biết ở trên nước Tàu bao nhiêu quốc gia trên đó không? Tiên đầu ở đó là trên 1.000 quốc gia trên đó, 1.000 đó nha, chứ không phải ít đâu. Rồi dần dần nó đồng hóa hết, rồi tới đó còn chừng vài chục, vài trăm, rồi còn vài chục sau đó là còn, quý vị còn nhớ là ba cái quốc gia mà nổi tiếng nhất mà người Việt Nam là người Việt Nam mà không đọc không biết tới cái câu chuyện gọi là Tam Quốc Chí còn thiếu được chút á nha, thiếu về lịch sử chút á, bởi vì mấy cái nhân vật đó có ảnh hưởng đến cái văn hóa của Việt Nam ngày chúng ta hôm nay. Cho nên đến tới ngày hôm nay mà dân tộc Việt Nam chúng ta vẫn còn thờ cái ông râu mày râu dài râu đỏ râu đen, trong khi là Triệu Thị Trinh Nhị Kiều tướng quân một mình cất ngựa lúc 23 tuổi hài tạo được Ngô Quyền làm cho những cái đống mày râu quan công quan quan trường Tào Tháo phải rúng rính gì mà ở An Nam Giang Châu mà có một vị tướng nhỏ xíu xíu mà dám mà cấp quân hại tội Tôn Quyền, mà trong khi mình mặc râu mà giáp lớn mà không dám tự một mình đi hại tội Tôn Quyền. Nói cho quý vị lịch sử cho quý vị nghe, cho quý vị vững tâm rằng là cái văn hóa ở trong cái văn hóa cái nước Tàu nó ảnh hưởng đến cái tư duy của người Việt Nam mình, gọi là lười không đọc lịch sử đó. Thấy người ta nói ông đó linh thiêng thờ ông, trời ơi Thánh Trần Hương Đạo không có linh thiêng sao, Nhị Kiều tướng quân không phải là gì là một vị giỏi sao, tại sao ông tạc hình vàng để thờ những cái nhân vật đó mà lại đi thờ cái ông mày râu mày riết cái ông râu rìa rồi xưa cha. Nghe người ta nói là râu rìa râu ngực là tôi phản thần, bán trời không chứng bán đất không giấy là những người đó. Đúng không? Hôm nay đúng rồi đó, giống như Trần Châu nói đó, Tập Cận Bình hôm nay là chỉ cái từ chết đến bị thương thôi, cho nên đó là cho nên quý vị đừng có nói rằng nước to nước Việt Nam mình sẽ không biết cách làm gì hại nó. Trời ơi, khi mà một quốc gia chân chính rồi làm việc gì được cũng đều có ơn trên bảo vệ, rồi có bậc ghê hết. Mình nói câu đó cho quý vị nhìn thấy cho nó vui vui chút. Nước Việt Nam có bảo kê, tập đoàn cộng sản biết không, nó ác tàn bạo chưa, nhưng mà nó cũng làm tới đó thôi chứ nó không có làm hơn được nữa đâu. Thiên thượng còn có thiên hạ nữa mà. Chứ đừng có nói chuyện nè. Tập đoàn Cộng sản thấy lúc mà ngày xưa nó cướp chính quyền ngày 30 tháng 4 năm 1945 nó gần như là nó biến quốc dân thành là một cái thứ gì họ muốn, và họ muốn họ kêu quốc dân lên gọi là làm cu li cho nó. Nó nói là biến sỏi đá thành cơm. Trời, quốc dân Việt Nam không biết chữ, làm cái nào mà biến được sỏi đá thành cơm được, mới nghe mới ê càng chứ. Mà càng làm thì càng đói, càng thiếu, càng rách rứ ra thêm, chứ đâu phải càng lành lẹ, càng no, càng ấm đâu. Cho nên nó hướng dẫn Việt Nam, dân tộc Việt Nam chúng ta bị mất đi hết một thời kỳ tiến hóa từ năm 1930, xin lỗi 75 cho đến tới sau này, nó xin lỗi kể cả ngày hôm nay ở trong nước quý vị thì nhìn thấy có nhiều người tôi nói đứng ở dưới lá cờ đỏ ngôi sao vàng ở trên cao hơn nữa để đề cái câu văn là Bác Hồ là vĩ nhân trên thế giới, được nhân danh UNESCO nhận là nhân danh của thế giới, mà ở dưới cái cây trụ mà cắm cái bảng đó là mấy cụ già tụi nó bán buôn lam lũng từ cái bó rau muống từ cái củ hành củ tỏi để chiều có mua được miếng trầu ăn, thấy đứt ruột. Xây dựng hơn 10 ngày nay xây dựng hơn nó cúp được miền Nam xây dựng hơn 10 ngày nay đó, xây dựng vẫn còn như thế đó. Thành đô thì lúc nào hay mưa thì có nước, xe cộ chạy nối đuôi nối tiếp, không có nhúc nhích được, không có khả năng mà điều hành được cái lưu lượng của xe cộ, không có khả năng lúc nào giờ nào phải dùng phương tiện nào để giảm bớt lượng xe cộ, tập đoàn sẽ không có khả năng điều đó.
Cho nên là tiếng là 45 năm không có tiếng súng đó nha. Giả dụ mà còn tiếng súng thì họ tôi không hiểu tụi nó sống như thế nào để cho nó vẫn có chút gọi là đô thị hóa nào ấy. Mê mà tiền của ở nước ngoài nó đổ về không, không cần có một cái chữ ký trao đổi hàng hóa gì cả đó. Mà vậy đó. Không có tiếng súng, không có một cái lâu lâu là con cái mình giật cái cầu này hoặc là giật cái khách sạn nọ, giống như tập đoàn cộng sản ngày xưa nó vua trong miền Nam. Miền Nam á, là Việt Nam Cộng Hòa phải cán đáng chiến tranh bốn dùng chiến thuật ngày ngày đêm đêm phải trực diện, phải chống giặc, rồi cộng thêm nó vua nó phá trong trường học, nhà thương, nhà thờ, rồi tất cả những cái khách sạn nó vô nó giật mình rầm rầm. Nhưng mà ngày hôm sau Việt Nam Cộng Hòa phải cán đáng xây dựng lại, tu bổ lại hết tất cả những gì mà tập đoàn cộng sản đêm đó nó phá hoại. Vậy mà còn xây dựng được cái xã hội đến ngày hôm đó là trường học, đại học vẫn tốt nghiệp, sư phạm vẫn tốt nghiệp, trường sĩ quan vẫn tốt nghiệp, hà rầm, rồi cơ giới hóa, rồi là xã hội được bảo hòa, rồi là cân tông đất nước vẫn tiếp tục theo diễn là như thế đó. Cho nên đó là trong thời Việt Nam Cộng Hòa là xe cộ cũng chạy dập dềm, nhưng mà đâu đâu có mà gọi là chồng khúc chồng đống. Bởi vì sao? Nhiều người chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa, các giới chức có trách nhiệm, người ta biết giờ nào xe đông và giờ nào xe ít, và chiếc xe nào là phải lưu chuyển ở trong cái thời giờ đông ẹt đó, rồi có những chiếc xe mà không cần thiết thì không nên ra trong cái giờ lúc đó để nó khỏi kẹt xe như thế này thế nọ. Đó là cái cách thức điều hành cho cái chuyện lưu lượng tiếng hô của xã hội là từ dựa vào cho đó mà nên. Chứ quý vị đừng nói rằng trong thời Việt Nam bữa nay là xe cổ nó đùng tắc là bởi vì ngày hôm nay dân giàu mua xe cổ đồ nhiều cho nên mới đùng tắc. Xin lỗi, nếu mà cách nghĩ như thế đó là quá ù lì không hiểu biết. Khi mà bao nhiêu lượng xe cổ thì phải có bấy nhiêu cái lượng giao thông đường phố cho nó rõ để mà có cái sự lưu lượng đó. Cái chuyện cầu cung cầu thì nó phải công bằng chứ. Chứ cái này mà người dân là mua xe cộ nhiều mà cái đường phố thì nó không có đủ rộng để cho số lượng xe cộ đó thì coi như là cái kẻ lãnh đạo đó u minh rồi, không biết điều hành. Nói xin lỗi chứ bộ thời ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa, bộ quý vị nghĩ rằng Việt Nam Cộng Hòa mua chiếc xe hơi rồi cái là vét cái chiếc xe hơi lên vai rồi săn quần rồi lội dưới ruộng đi hay sao? Không nhìn lại những cái tấm hình cũ của thời Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Bộ Việt Nam Cộng Hòa không có xe hơi. Bộ Việt Nam Cộng Hòa mua xe hơi rồi cái vác lên vai rồi xăng đường ruộng cắm chiếc xe hơi đi à. Chia sẻ như vậy để cho quý vị có cái sự so sánh với ngày hôm nay. Quý vị nói tại vì bây giờ dân giàu quá nó không biết làm gì hết tiền, cái nó mua xe hơi nó làm cho cản đường cản ngõ. Không phải cái đó, không phải là dân già mua xe hơi mà cái tư duy lãnh đạo nó nghèo. Mời quý vị uống nước. À tôi uống miếng nước rồi tôi nói tiếp như xin phép. Trở lại Nga với Mỹ với lại Mỹ với lại dân Do Vàng. Trong cái thời đó mà mình bây giờ mình không còn nhớ não là nguyên nhân tại sao mình biết. Nó trong cuốn sách nào hay là mình có duyên mình nghe người nào kể đó, mà chính cái người mà kể cho mình nghe người đó cũng chẳng có hiểu biết gì. Bỗng nhiên mình có duyên mình nghe, chứ không phải là người đó thánh thần gì đó. Nó có nghĩa là cuộc đời mà ở ngoài xã hội nó có nhiều chuyện mà xảy ra, bỗng nhiên cái người kia mình thấy họ không có là cái khả năng gì hết, mà họ có cho mình biết được một cái điều mà rất là hữu ích cho chính cá nhân của mình mà thôi, mà không hữu ích cho cái người mà phát ra cái câu nói đó. Ở đời nó có nhiều chuyện kỳ cục như vậy đó quý vị. Người ta nói có tới số thì ông trời ông lo ông mang tới, của trời cho phải lo mang tới. Hôm trước tôi kể cho quý vị nghe rồi đó. Giả dụ có một người kia đi mua số đề chỉ cho một người đó mua và người đó trúng thôi, mà giả dụ có những người khác theo dõi kịp rồi về nghe tin cái con số đó cho ông Francis, mà mình nghe được mình cũng mua bán hết nhà cửa mua cái con số đề đó thôi, mua con đó thôi, về chiều nó không ra con số đó.
Có nghĩa là cái con số đó chỉ dành riêng cho Francis thôi. Mà ông mua thì ông trúng, mà ông không mua thì người khác mua cũng trật mà. Ấy sao? Tại vì cái duyên, cái phận gì đâu, hoặc cái người cho nó, cái người đó cũng quá tầm thường. Chứ không phải là cái người đó là linh thiêng gì cả. Tại sao? Tại vì mình có duyên được hơn. Thí dụ như vậy. Thì mình có duyên được nghe những cái điều mà gọi là có một người nào đưa cho mình biết về tình huống đó, mà lúc đó mình thấy Nga cái tàu Nga Nga với Mỹ nó gần như là chiến tranh bùng nổ, nhưng mà ngay lúc đó tự nhiên có cái câu là địch thủ của Mỹ là không phải người da trắng mà là người da vàng. Cho đến 45 năm đến ngày hôm nay, thời gian nó kéo dài kinh khiếp, gần như mình lãng quên luôn. Bây giờ mới thấy là Nga tạo nó mới là địch thủ lẫn nhau. Kinh khiếp. Chào quý vị mới vào những này. Cho nên là xin kính thưa quý vị, chúng ta trở lại, đó là cái tình hình mà nó làm cho mình, nó làm cho mình khi mà bỗng nhiên khi mình nghe có một câu chuyện nói rằng là nước Việt Nam ở miền Nam, hả, chưa, chứ không phải là cả nước Việt Nam nha những quý vị. Tôi lúc đó tôi được biết là tôi nghe nó có cái miền gọi là miền miền Nam sẽ có một vị thánh nhân xuống đó lãnh đạo, và nơi đó sẽ là thánh địa 45 năm về trước. Ngày hôm nay xin thưa quý vị, ở trên cái topic của tôi hôm nay, tôi có ghi rằng là phái đoàn chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tâm Việt Nam Cộng Hòa đặt chân đến Phú Quốc. Thấy chưa? Quý vị thấy, thấy cái chuyện chôn nở bình an cho cả dân tộc Việt Nam cũng bắt đầu từ đây. Tổng thống Obama ông nhận lệnh, ông nói cho dân tộc Việt Nam, thanh niên trẻ Việt Nam trong cuối nhiệm kỳ của ông. Ông nói nước Việt Nam có đầy đủ tất cả để tiến thân. Nước Việt Nam điều nằm, điều kiện để tiến đều nằm trong tay của các giới trẻ. Quốc dân Mỹ, Hoa Kỳ luôn luôn sẵn sàng ở bên cạnh quý vị. Ông Obama nói câu đó. Lấy kiều thêm một câu, sợ tuổi trẻ Việt Nam hay mê muội về vấn đề ăn chơi tán mạng, cho nên ông lấy kiều ông nói trăm năm cũng từ đây. Của tin xin gửi chúc này làm ghi. Trời, ông nói là có nghĩa là ông quấn trống tùng xèn, các em phải nhớ cho kỹ nha. Những ngày tháng gần tới đây là những ngày tháng đẹp nhất của quốc dân Việt Nam. Cho nên hôm nay, mặc dù vô cùng quan trọng về vấn đề cái an ninh, nhưng mà đối với quốc dân thì Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân thưa rõ rằng bộ chỉ huy nhân viên ở chính phủ, phái đoàn chính phủ Việt Nam, quốc gia Việt Nam lâm thời để tâm Việt Nam Cộng Hòa đã đặt chân đến Phú Quốc và sẽ gặp và đàm luận về cái sự bàn giao quyền lực cho chính phủ để tâm Việt Nam Cộng Hòa ở tương lai. Nó đồng nghĩa với cái câu cách đây 45 năm, 44 năm mà tôi được nghe ở tại Na Uy rằng miền Nam Việt Nam sẽ là nơi thánh địa, sẽ có một vị anh minh ra đời để cứu quá.
Quý vị bữa nay không chấp nhận và không muốn thừa nhận điều đó, nhưng một ngày kia quý vị không đủ lý lẽ cho rằng cái hy hòn nó cũng bắt đầu từ điểm đó. Quý vị phải nên nhớ điều đó. Quý vị hãy nhìn kỹ bốn vùng, nói xin lỗi, bốn hướng đông tây nam bắc khắp cả hồn vũ người Việt quốc gia trên thế giới. Có một cái ông nào, có một cái chánh thể nào, một chánh đảng nào hôm nay đã làm nên có một sự hứa hẹn nào cho đất nước Việt Nam hay không? Không bao giờ. Nên nhớ nhé, nếu có thì nó đã nên dốc nên hình, nó đã có rồi. Nó đã có nghi nghe rồi, đúng không? Nhưng ngày hôm nay, không có một nhân tài, nhân lực, không có một người nào, tổ chức nào có khả năng làm, ngoại trừ Tệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi quý Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân trong chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa ngày hôm nay giống như cái Pios ở trong cái bộ máy điện toán vậy đó. Nếu cái máy điện toán của quý vị không có cái Pios trong đó thì nó không điều hành, coi như cái máy điện toán của chúng ta trở thành cục sắt vụn mà thôi. Nó tương tự như thế. Bữa nay tôi hãnh diện và tôi nói rằng là chúng tôi chọn cái chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa này là một điều cần thiết, vô cùng cần thiết và vô cùng chính đáng cho một kiếp làm người của tôi. Tôi hãnh diện và nói như vậy. Quý vị đi tìm một tổ chức, một chính phủ. Tôi cũng vậy nè, tôi đã từng đi tìm tổ chức và chính phủ. Quý vị hỏi bất cứ cái tổ chức nào của người Việt quốc gia trên thế giới này, bất cứ tổ chức nào, tôi trả lời, tôi biết hết tất cả. Từ cái tổ chức của Trần Văn Bá ở bên Pháp, rồi tới Hoàng Cơ Minh, rồi tới tổ chức quốc gia hành động có cái tên luật sư yếu kém, đúng rồi, bây giờ mới thấy cái tên luật sư nó phải nói không có cái bộ não rồi. Không hiểu biết về chiến lược chiến thuật thuộc gì cả, tổ chức ra một cái chính phủ ấy, cái tổ chức là tổ chức quốc gia hành động, tôi xem chết trong cái tổ chức đó đó. Và cái tổ chức chính phủ Việt Nam Tự Do, và tôi cũng nhờ hai cái tổ chức đó mà tôi trở thành một phi công cánh lượn không gian, không hay một điều. Quý vị thấy không? Tôi kể cho quý vị sơ nghe nguyên nhân tại sao tôi phải là người phi công lái cánh lượn không gian và dù bay đó. Là bởi vì mấy cái tổ chức đó mỗi lần về Việt Nam tôi nói bị gì cộng nó bắt hết. Nó bắt từ trái sang phải, từ chẳng hạn như là cái tổ chức của chiến sĩ Trần Văn Bá ở bên Pháp về thì đi bằng ghe vô, rồi tổ chức quốc gia hành động của cái tên luật sư kia cũng đi máy bay vô, rồi tổ chức chính phủ Việt Nam Tự Do đi từ Campuchia qua, nó bị gì cầm nó nóng sát, nó nóng hết. Khi mà mình thấy cái tình huống đó mình nói thôi chết rồi, cái này là không được, vào Việt Nam mà tao nói đi ngó nào nó cũng bị cộng sản nó chớp phá ra. Bây giờ mình phải nghiên cứu ra, mình phải nghiên cứu ra cái cách thức mà mình vô Việt Nam mà cộng sản nó không bao giờ biết. Thì lúc đó quý vị, cái gọi là cánh lượn không gian là chưa bao giờ, gần như là nó có mà nó có ở đâu, khó mà biết được nó nằm ở đâu để mà mình học. Muốn bay qua cái không trung là phải có một cái cánh bay, phải có một chiếc máy bay và nó có động lực cơ, phải có nổ máy sạch lên rồi mới bay vô được. Cái này là mình phải bay làm sao mà không cần có máy móc, có nghĩa là tránh được radar và mình bay vô được.
mà trong cái thời là mấy mươi năm về trước làm gì nó có chất chất chồng chất ấm như ngày hôm nay chúng ta biết đâu. Cho nên bây giờ mình suy nghĩ mình nói là phải tìm đủ mọi cách để mình vô nước mà cộng sản nó không hay điều. Nhưng mà nghiên cứu thét ông trời ông cho mình một cái can đảm để trở thành phi công cánh lượn không gian. Wow, man. Lái một cái cánh bay mà không có động cơ thì không phải chuyện dễ làm. Thật sự không phải chuyện dễ làm. Tôi ăn cây nuốt đắng nó, tôi bị nó treo ở trên ngọn cây không biết bao nhiêu lần. Không biết bao nhiêu lần. Mấy cái khách sạn ở trên núi bị cánh lượn của tôi nó tông vô trong đó không biết bao nhiêu lần, tôi xem chết mấy lần. Mà cũng nhờ cái những cái tổ chức bê bối kia mà nó làm tôi trở thành cái người phi công cánh lượn không gian. Vậy đó. Cho nên đó là quý vị đừng có thấy là cái người xấu mà không làm cho mình được tốt một cái điều gì nha quý vị. Cho nên ở trên đời này đó, có nhiều cái, cho nên đừng có vội chê trách ai hết. Tôi chưa bao giờ mà tôi chê trách người nào, ai cũng đều cho tôi một một phần nào đó khôn ngoan trong đời. Cho nên xin thưa trở lại, tất cả cái gì mà quý vị ngày hôm nay muốn được biết tôi cũng đã đi biết giùm cho quý vị và tôi kể cho quý vị nghe, tôi đi hết tất cả. Cái chiến lược của Trần Văn Bá ở bên Pháp nghĩ rằng là có chiến lược, nhưng mà sự thật nó cũng chưa có hoàn hảo lắm, nó chưa có đầy đủ được. Ta nói tả ông vua, ông giàu ông có tài giỏi cách mấy đi chăng nữa, ông cũng phải có tả lão hữu bác chứ trời ơi, chứ một mình ông chưa chắc ông có khả năng làm được cái gì. Cái chỗ đó, đó cái chỗ tả lão hữu bậc, tức là đông phương tướng tây phương tướng, những cái bậc các bậc đó, đó là cái trụ cột, cái cây cột bự mà chống xuống đất là không nhờ một số đất cát xung quanh để mà ém cho cái cây trụ đó thì cái cây trụ đó sẽ không đứng vững được. Cái số đất đó, đó rất là quan trọng, chứ không phải đến cái cây trụ mà to gọi là quan trọng đó. Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh Quân có khả năng ấy là nhìn được cái điều đó, cho nên nó là ngài nói là bây giờ cần thiết nhất là phải gom thế giới lại, đưa cả thế giới lại ở trong chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Nếu ai phá chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa đồng có nghĩa là phá cả thế giới luôn. Giống như cái mặt nợ của người Mỹ gì đó, người Mỹ hay nhất làm cho cả thế giới là người Mỹ gần như mắc nợ hết tất cả. Nhưng mà ai muốn phá hại cái nền kinh tế của Mỹ cái tự nhiên nó ảnh hưởng tới cái số nợ đó. Cái người ta nói à, làm như vậy là ông hạ cái lãi suất xuống rồi cái số nợ mà ông mắc mình ở lại nó không có tiền lời thì nhiều lên thì mình lỗ, cho nên cũng phải dựa vào đó mình nâng đỡ cái nền kinh tế của Mỹ lên, gọi là bứt dây động rừng. Ngài Tổng thống Đạo Minh Quân tổ chức ra cái chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa cũng dựa vào những cái lý thuyết mà ai động tới chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa ngày hôm nay đều có ảnh hưởng cái sự sống còn tồn vong của đất nước Việt Nam cả. Cái hay nhất là cái chỗ đó, đó mới gọi là cái chiến lược chiến thuật, chứ còn nó phải là chiến lược chiến thuật bỗng nhiên đi ra đường cái là bị người ta cùm cổ rồi bị, hoặc là bị người ta FBI xuống để giải tán, hoặc là hôm trước thì sao rồi cũng bị những cái thọt bạo thọc cái bánh xe đó nó phá tan bánh đó. Chính phủ Đại Tam Việt Nam của họ không phải là không ít người phá, mà trong đó là cộng sản nó tìm đủ một cách, nó tới nhà tới binh nó cận kề, nó tìm đủ một cách, nó cận kề tổng thống Đạo Minh Quân nữa khác, nhưng nó làm không được. Cho quý vị biết, nó làm không được. Và Ngài đứng vững tới ngày hôm nay. Thế không? Cho nên quý vị muốn đi nói cho, tôi cũng là một người thanh niên muốn cần có một cái tổ chức để gửi gắm cái niềm tin, gửi gắm cái thân xác này để mong phục vụ cho quốc dân, thì tôi xin thưa rằng ngày xưa tôi cũng có thưa một lần rằng là thiếu nữ mà đi tìm chồng đó, chỉ cần đi vô trong cái binh chủng không quân, quý vị nhắm mắt lại thôi, không cần phải mở mắt nha. Nếu mà quý vị là thiếu nữ mà muốn tìm chồng, quý vị chỉ cần nhắm mắt vô nói à, anh là không quân, anh nắm ra một người cái là dẫn về nhà, người đó có đầy đủ hoàn hảo và niềm tin là người chồng của mình,
đầy đủ tư cách. Bởi sao? Bởi vì chính, bởi vì nhà nước người ta lựa chọn giùm cho mình hết rồi. Mình không có khả năng mà lựa chọn hay hơn nhà nước. Từ bên nội tâm ra lẫn cả cái thể xác, hiểu biết trí tuệ đầy đủ. Một phi công, một binh chủng không quân của nước Việt Nam ngày xưa là rất là oai hùng, có đầy đủ. Cho nên quý vị nữ lưu muốn tìm một người chồng không cần phải bỏ nhiều công sức ra, chỉ cần nhắm mắt mà không cần phải mở mắt, bắt ông thì có đầy đủ. Thì cũng như ngày hôm nay tôi muốn thưa dẫn đến cho quý vị một cái thông điệp rằng là tôi đã đi khắp nơi để đi tìm cho mình một cái đảng phái, một cái chánh phủ để đến để phục vụ. Tôi bỏ ăn bỏ ngủ, bị gọi là quấn lộn, đi cùng với cảnh sát Beaumont, Texas, đi quấn lộn và đi bắt ăn cướp đồ hàng đêm. Tôi phải sống như thế đó mới có phương tiện để mình đi tìm tổ chức này tổ chức nọ ở tại Beaumont, Texas. Mà hôm trước tôi có thưa là bên tay tôi có một cái cây súng lục, mà khi mà bắt được thằng ăn trộm là thằng cảnh sát nó nói mày giữ giùm thằng này để tao, bị ăn trộm nhiều quá mà cảnh sát lúc đó nó ít, nó chạy đi rồi chạy lại nó nói mày giữ nó thôi chứ mày đừng có giết nó nha. nó sợ tôi bắn thằng ăn trộm kia, bởi vì trên tay tôi có cái cây súng lục. Vậy rồi thì từ Louisiana, Texas, Beaumont, Dallas, Houston, đường Bill Lê, phải nói là tôi sống, phải nói là nằm có lưu lúc nằm ở ngoài xe ngủ luôn, đi về. Có một người mà tôi tìm tới chưa kịp mà mồ đã xanh cỏ, tức là giáo sư Phạm Ngọc Lý, Nguyễn Ngọc Lý, Phạm Ngọc Lý gì đó ở Louisiana. Người đó rất tài giỏi, giáo sư Phạm Ngọc Lý, tôi còn nhớ như vậy. Tôi đến thì mộ của người đã xanh cỏ đứt ruột luôn đó. Tôi kể cho quý vị nghe những cái điều mà tôi trải qua là để chi, là gửi cho quý vị cái thông điệp rằng là tôi đã bỏ công đi tìm, mà không phải là chỉ tìm bằng cái thể xác, bằng cái con mắt nhìn của người phàm bình thường nữa, mà trong đó có một sự hướng dẫn âm thầm mà để đưa tôi đến gặp chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Cũng nhờ người ta chửi Tổng thống Đào Minh Quân quá trời quá đất đó, cảm ơn những người chửi Tổng thống Đào Minh Quân, Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, mà hướng dẫn tôi gặp Tổng thống Đào Minh Quân ngày hôm nay. Hồi nãy giờ tôi kể chuyện mà tôi tiến thân nhờ người ta chửi, nhờ người ta nói xấu, không thấy không quý vị? Cho nên những người mà chửi mình không hẳn là xấu hết đâu. Không phải là xấu đâu. Xin phép quý vị. Nếu chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa không có thật, nếu chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không có là được Quốc hội của Mỹ, được Liên Hiệp Quốc, Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ, nếu Chính phủ Đệ Tam Việt Nam không có chiến lược, chiến thuật rõ ràng, thì Chính phủ Đệ Tam Việt Nam của họ cũng tương tự giống như mấy cái chính phủ khác của người Việt Nam. Cho nên quý vị hãy an tâm cái điều đó. Quý vị thấy người ta đánh phá kinh khiếp, nhưng mà tôi nói là tôi nhờ cái đánh phá đó mà tôi chọn cho mình cái đường đi nó rất là chân chính. Bởi vì khi mà người ta đánh phá này, mình hỏi thắc mắc, ác hẳn là có một cái gì đây quan trọng lắm. Cho nên cái dư luận viên, ganh tị viên kia họ tìm đủ một cách họ đánh phá này, chứ không phải là không có nguyên nhân. Ở trên đời này, bất thị vô đế sự, quý vị, cái câu cổ ngữ Việt Nam chúng ta, thiên hạ bất thị vô đế sự, không có cái thứ gì mà nó không có nguyên nhân của nó.
Bởi vì sao người ta chê là đây là một ông cụ trung quy mà lại làm nên cái chuyện đại sự sao? Còn các bậc thức gia, học sĩ, tiến sĩ, giáo sư rồi hà rầm kia mà lại là bó tay chấm cơm. Tớ, người Việt Nam mà ăn không được phá cho hôi, không có khả năng theo dõi được cái đường đi nước bước của chính phủ. Tớ bước ra đập phá quậy suy tự do mà. Nhưng quý vị nên nhớ một điều nha, tôi cái này là tôi nói nghiêm chỉnh mà nói, hôm nay quý vị đấm xuống cái bàn bao nhiêu lực thì cái bàn nó sẽ đấm lên trên tay của quý vị lại bấy nhiêu lực. Đây là một lời tôi gửi gắm đến cho quý vị. Quý vị dùng lời gì để tìm cách đánh tan cái hy vọng của quốc dân Việt Nam ngày hôm nay thì ngày mai đây quốc dân sẽ hại tội quý vị. Nó sẽ có bao nhiêu lời lẽ và lý luận để nó làm trở ngại sự sống của quý vị. Cho nên quý vị đừng có nghĩ rằng là quý vị ở xứ tự do rồi quý vị không có sẽ không nghĩ rằng là tôi đã bay ra khỏi gọi là ở bên Phật, ở bên bên Phật giáo có cái câu gọi là càn khôn. Quý vị nghĩ rằng quý vị sống ở nước ngoài quý vị đã bay ra khỏi cái càn khôn rồi, cái đúng không? Quý vị nghĩ rằng là quý vị sống ở xứ Mỹ, xứ Na Uy rồi quý vị đã bay ra khỏi cái vòng pháp luật của Việt Nam rồi, phải không? Quý vị sai lầm. Cộng sản ngày hôm nay quý vị nhìn thấy nó ở từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau, hóc họ ngóc ngõ nào nó cũng ở được, mà nó không có khả năng là nó ký được một cái hiệp ước là dẫn độ. Nó không có khả năng làm đó. Bởi vì sao nó vô nó cúp chính quyền ở tại miền Nam Việt Nam, cho nên là nó không có mà có một cái công câu bài văn nào mà có thể là nó liên lạc được với tất cả các nước tự do khác mà có cái luật mà dẫn độ đó. Nó đâu có khả năng làm được điều đó. Nhưng một khi Hoa Kỳ chấp nhận chọn chính phủ đại tân Việt Nam Cộng Hòa trở về cứu quốc, có Liên Hiệp Quốc hỗ trợ về pháp lý bên cạnh nữa, thì cái việc mà dẫn độ ở tương lai tôi nói nó nhẹ như bàn tay, nhẹ như trở bàn tay vậy đó. Thì quý vị đừng có nghĩ rằng quý vị sống ở nước người quý vị là nằm ở ngoài cái càn khôn sinh tử luân hồi rồi thì quý vị làm mưa làm gió. Quý vị sai lầm, quý vị sai lầm. Đó là cái thông điệp tôi gửi đến cho những cái con người tìm đủ một cách đánh mất tiệt, tìm cách tiệt những cái hy vọng của quốc dân Việt Nam là tội to lắm. Nước Việt Nam, văn hóa Việt Nam để lại cho chúng ta có một câu mà nhìn ra không có chết chóc gì nhưng mà nó mang cái tội vô cùng to lắm. Đó là tội nói dối là tội to lắm. Quý vị phân tích cái chữ tội nói dối của chỗ mà phân tích kỹ trong đó là thật sự mình không dám nói dối luôn. Vì vậy quý vị nhìn đem lên diễn đàn quý vị bắt râu bà này cắm và râu của ông kia rồi quý vị dựng lên câu chuyện quý vị, tôi nói đánh mất đi hết tất cả cái niềm tin hy vọng của đất nước. Cái tội đó hài sao cùng, nói sao hết. Quý vị cho mình một vài giây bởi vì mình xóa bớt những cái gì mà có hiện tại ở đây tại vì nó làm cho cái máy mình nó hơi nặng nhọc một chút. Nặng nhọc.
cho mình ăn nhập luôn. Cho nên trên topic hôm nay của tôi ghi, tôi nói là nếu ngày hôm nay người lãnh đạo chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa không phải là Đức Quốc Công Tổng thống Đặng Minh Quân thì cũng tương tự giống như các chính phủ tiền nhiệm của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Cũng lũng cũng đủ thứ. Nhưng ngược lại, chúng ta được ưu điểm hai điều trong cái tổ chức của chính phủ Đại Tam Việt Nam. Thứ nhất là người lãnh đạo của chúng ta rất anh minh. Không phải như giống như gì mà quý vị nghe những cái hàng gánh tỷ viên kia nó cào bàn phím chửi, cái chuyện đó là chuyện bình thường. Tổng thống Donald Trump nghe nhiên tự tại dễ, nó còn đổ dầu đổ lửa lên ông, nó còn muốn thiêu ông. Húng chi là đó là cái cá tính của dân Tây Phương nữa nha. Còn cái dân có Á Châu của mình là cái dân dân mà rửa chém phải mẻ rửa, dao chém phải mẻ dao, kiếm đâm không lũng đó. Là cái tư duy đó, cái tư duy kinh hoàng. Có đâu không? Nó tìm đủ mọi cách đó là nó biêu xấu nửa xu thì nó nói 1 triệu. À, hoặc ngược lại 1 tỷ nó nói là chỉ có nửa xu. À, như thế đó. Cho nên nó làm cho tư duy của những con người mà yếu kém, không có khả năng học hỏi và đi theo con đường lối của chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, họ gồm lại cái đám bèo trôi lũng cũng dọc đường đời đó, thì nó gồm lại bởi vì họ sao, họ đã là thoát ra khỏi cảnh càn khôn rồi, họ nghĩ vậy đó. Họ ngồi lại họ cào vào phía mà họ bắt đầu là họ lên chê trách đủ mọi thứ như thế này thế nọ. Tôi xin thưa quý vị, nếu ngày hôm nay không phải là Đức Quốc Công Tổng thống Đặng Minh Quân thì cũng tương tự như các bậc tiền nhiệm trong cộng đồng của người Việt Nam của chúng ta mà thôi. Nhưng hơn là ngài Tổng thống Đặng Minh Quân biết tiêu hóa hết tất cả những cái hàng mà ganh tị viên đó, nó trút đổ. Cho nên ngay lúc đầu ngài mới nói là tôi không chấp nhận cái bản ngã của mình, mà chỉ dùng cái tư duy tuyệt đối bên trong để cứu nguy dân tộc. Cho nên ngài mới nói rằng ngài là đôi dép của quốc dân Việt Nam. Trời, cỡ như cái bộ mà ganh tị viên kia mà bứt một cọng lông chân hay là một cái móng chân của họ là họ sẽ khẩu chiến suốt cả ngày đêm 24 tiếng đồng hồ luôn. Đụng tới một cọng lông chân của các vật học sĩ kia là họ là khẩu chiến suốt cả mùa thu luôn. Chứ đừng có nói là xem họ là đôi dép như ngài Đức Quốc Công quý mình là đôi dép. Bởi vì ngài biết rất rõ rằng đó là cái bản ngã của mình đó, nó là cái gì nó mệt mệt. Chăm sóc nó, nghẹt mũi cũng phải là chùi mũi với nó, rồi phải mua thuốc về là phải là uống cho nó không nghẹt mũi nữa, tối ngủ lạnh là phải đắp mền cho nó ấm, chứ không thôi nó không chịu, cái bản ngã là khó chịu nhất. Ngài nói tôi không cần đó. Ai muốn chơi muốn quý tôi bằng thứ gì cũng được hết. Đúng không? Cái rõ hiểu biết trước cái tổ chức Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa này sẽ trải qua bao nhiêu cái nghiệp chướng của nó nữa. Cho nên ngài phải cải lòng ra trước nhất người với một cái chức vụ quan trọng lãnh đạo của một cái chính phủ như thế đó. Đầu tiên ngài phải xem cái bản ngã của ngài không quan trọng. Đừng bao giờ lưu ý đến bản ngã của ngài mà suy nghĩ tới cái tư duy của ngài. Vì quốc gia dân tộc trên hết, cái chỗ đó mới là nổi phồng lên và sống theo thời gian là cái chỗ đó. Không có ngài Tổng thống Đặng Minh Quân thì ngày nay làm gì mà có được cái giấc mơ để Tam Việt Nam Cộng Hòa trở về cứu quốc. Làm gì mà bữa nay có nhân viên của Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc đang đặt
chân lên đảo Phú Quốc của Việt Nam ngày hôm nay. Làm gì sẽ có những cái cuộc đàm phán nảy lửa những thời gian kế tiếp để mà trao đổi quyền lực. Nói cho quý vị biết, những cái tình huống này mà nói những cái đám kia họ biết cái gì. Họ chỉ biết cào bình phím chửi bới tới đâu là hết thôi. Họ lại biết cái gì. Đó là thưa thật cho quý vị như vậy. Không có ngày Đức Quốc Công Tổng thống của chúng ta ngày hôm nay thì quý vị bỏ cái giấc mơ gọi là lật đổ chế độ Cộng sản này. Quý vị bỏ giấc mơ ra đi. Cộng sản đó là cái con đĩa đói chính quyền, đĩa đói vật chất. Cho nên là nó bám được vô trong đó rồi là nó sẽ bám tới khi nào mà nó không còn ai cắt hết cái nhượng tay nhượng chân của nó không còn có khả năng bám được nó thì nó sẽ chết. Cho nên nó không thể nào mà chấp nhận ngồi đó mà chịu đàm phán với bất cứ một người nào. Vì thế ngài Tổng thống Đồng Minh Vương cũng biết được cái điều đó. Cho nên đó, ngài nó không bao cần thiết phải trường mặt ra đầy đủ cả thời gian mà để làm cho thế giới hiểu biết về mình. Mà ngài có những giai đoạn ngài bỏ gọi là cái chiến thuật là vườn không nhà trống. Cho nên có nhiều cái bậc học sĩ thức giả ở Cali người ta nói ông có một cái thời gian mà ông đi đâu mất tiêu. Có thời gian ông đi đâu mất tiêu, nhưng mà thế giới đâu có biết, những cái bộ học sĩ đó đâu có biết là ngài để cái khoảng gọi là vườn không nhà trống. Cái chiến lược của ngài đi siêu, nó siêu cái chỗ đó, siêu quá rồi, cho nên cái đám kia nó không biết ở đâu mà nó rờ, nó mò. Nó ở sát bên nách của Tổng thống Đặng Quân mà nó không biết là Tổng thống Đặng Quân, ông đi đâu mất trong khoảng thời gian, ông đi đâu mất tiêu. Cái kiểu đó, xin phép. Ngài ở trong một cái nơi mà bị dễ dàng tiêu hóa, dầu học sĩ học siết gì cũng cần biết, mà anh ở trong cái khu vực đó anh cũng bị tiêu hóa theo thời gian luôn. Bởi vì nơi đó người ta không chấp nhận cho một người nào lên làm ông, làm bà, làm thầy, làm chủ tịch, làm ông gì cả. Một nơi đó phải nói là nhìn thấy người rất là đông, nhưng mà mình bước vô trong đó mình cảm thấy cô đơn. Nhìn cái nơi đó toàn là những người khô bản học sĩ không, nhưng mà mình bước vô đó mình tìm một người để mà hoạt định lại cái cứu cách, chiến lược để cứu nguyên dân tộc á, lại là không. Nhìn thấy một nơi là phải nói là những con người có hùng tâm hùng biển, mà lại khi tổ chức một cuộc họp để có một người nào đứng lên nói về chiến lược để cứu nguyên dân tộc, lại không. Cho nên sống trong cảnh mua người mà Tổng thống Đại Quân cảm thấy mình cô đơn là cái chỗ đó. Đau đớn cho vị lãnh đạo của chúng ta bỏ hết tất cả những cái hạnh phúc riêng tư, tài sản cá nhân để giam mình ở trong một cái nơi vô cùng cay đắng của thấp nhất của một xã hội, tự giam mình ở trong cái sa mạc khô khan lạnh lùng đói khát nguy hiểm, những nơi gọi là thấp nhất của xã hội, mà còn xem mình giống như là một cái đôi dép cho thiên hạ mà. Đó cũng nằm trong cái chiến lược. Mày không dám ngồi đây để nghe sự thật phải không? Thật sự mày không dám thì tao cho mày xuống nhà cậu. Dám vừa trong diễn đàn của ông mà như thế này thì chết mày. Tin hào nữa, bước vô đây nữa,
Ông đọc cho. Bữa nay cuối tuần người ta cho quý vị thánh thơ về, quý vị vô đây không nghiêm chỉnh là ta đọc cho quý vị một trận cho quý vị tân binh. Đã ngu rồi còn ngục. Người ta nói ngu còn có thể cứu chữa được mà ngu cộng thêm cái ngục ở trong đó nữa thì tội nghiệp. Quý vị nên nhớ những cái gì mà quý vị là đóng vai trò là một danh từ viên ngày hôm nay thì một ngày mai kia quốc dân Việt Nam dư sức dư nhân lực để mà đào bới các quý vị lên nha, nên nhớ điều đó. Thì lúc đó quý vị đừng có nói rằng là tại sao Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa lại quá ư là cay đắng nha. Có chính lấy xong chính quyền rồi lại buộc người dân như thế này như thế nhỏ nọ ha, cho nên đừng cái dại khờ ngu thì mai mốt mình còn chữa trị được rồi, mà cộng thêm cái ngục ở trong đó thì không thể nào mà quốc dân Việt Nam tha thứ đâu, nên nhớ điều đó ha. Đánh knock out hết rồi. Thưa quý vị, nếu mà chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa mà như những gì của cái đám ganh tị viên kia nó nói thì quý vị không cần phải quan tâm nhiều, đó là FBI nó đã dẹp, giống như nó đã từng dẹp bao nhiêu tất cả các đảng phái, hiểu chưa? Cái câu này tôi nói gần như là tôi uống hết bao nhiêu ly nước chanh của tôi là cũng bởi cái câu đó, nói hoài quý vị không không chịu nghe. Quý vị bận tâm những cái chỗ mà không cần thiết phải bận tâm. Mấy cái đó là có FBI chánh quyền địa phương của Mỹ người ta lo. Một khi mà FBI nó không đến chánh quyền địa phương mà ta củng cố, người ta thừa nhận chính phủ để ta Việt Nam Cộng Hòa là cái đó là sự thật. Và nó sẽ đi đến mục đích những ngày gần đây. Không? Xin phép. Quý vị nên nhớ,
những cái vị gì quý vị mà lấy rau ông mà cắm qua miệng của bà kia một ngày gần đây thì người ta cứ nhổ cái rau của bà kia ta cắm qua bên ngược trở lại mà thôi. À. Sợ đừng có run nha. À. Tôi nói câu ra sợ đừng có run. Cái này tôi không phải hăm dọa đâu mà tôi nhắc nhở cho quý vị đừng có phạm tội nữa. Không riêng gì những người ở trong nước mà một khi chính phủ Đại Tam Việt Nam của họ trở về đất nước rồi là sẽ có một cái công hàm của Bộ Ngoại giao lẫn nhau và được quyền kêu gọi dẫn độ hết tất cả, cho dù anh là người Mỹ, người Na Uy, Na Quyết đất gì hết á, mà anh có cái khuynh hướng mà làm chậm tiến xã hội của Việt Nam, gây ảnh hưởng sự sống còn của dân tộc Việt Nam là anh sẽ bị trị tội. Anh đừng có nghĩ rằng ngày hôm nay anh ở nước ngoài là anh nằm ở trong cái vòng sanh tử luân hồi nhé. Đừng có nghĩ rằng anh đã nằm khỏi cái vòng sanh tử luân hồi đó. Thì lúc đó là anh đừng có hối hận, đừng có rơi lệ. Ngu có thể giải quyết được, có thể là ta cấy cái khôn được, mà đừng có ngục ở trong đó. Nghe chưa? Ngu thì có thể học nó khôn lên mà có cái ngục trong đó thì thua luôn. Giống như cái quả trứng gà mà nó thúi trong đó thôi, dầu cái ấp cách mấy nó cũng không có tượng ra con tốt đâu. Đúng không? Tôi nhắc lại một chút chiến sự về cái Tết Mậu Thân cho quý vị nghe. Đáng lẽ tôi phải dùng một clip rất rõ cho nó đầy đủ hơn để về cái cuộc chiến Tết Mậu Thân. Cái cuộc chiến Tết Mậu Thân nó vô cùng tàn bạo. Người cộng sản chết trên dưới là 300.000 quân, tức là bằng 30 sư đoàn chứ không phải là ít đâu quý vị. Hai lần đợt tấn công, hai lần đợt tấn công và nó đem cái tình huống đó, cái sự thất bại đó, nó đem lên cho tới cả Bắc Kinh và cho tới cả mặt Tư Kho, nó trình các hai quan thầy nó rằng tại sao họ có một quân số áp đảo như thế đó mà không có khả năng đánh ở miền Nam Việt Nam được. Chết kinh khủng, chết kinh hoàng luôn. Đại tướng mà Nguyễn Chí Thanh là một tên tay mặt tay trái của tập đoàn Cộng sản do Hồ Chí Minh gửi vô miền Nam để lãnh đạo, để làm cái nòng cốt ở miền Nam Việt Nam, cũng bị chết toi, lỗ bom không chết mà chết bởi lỗ chân trâu, bởi vì một cái nhánh cây ở trên cao nó rơi xuống nó đập con sao ốc chết ngắt. Ngày hôm nay ở trong nước có nhiều chuyện mà nó xảy ra, người ta nói cho đi vào dưới chánh phủ rồi bị cộng sản nó bắt như thế này mà không không nghe chánh phủ lên tiếng, lên ưng binh giật gì cả. Thật sự thì người ta nói là ngu mà đừng có ngốc á, thì dễ cứu, mà ngu mà ngốc nữa thì cũng khó cứu lắm. Khi vô chánh phủ chúng ta hãy chọn lý tưởng của mình rằng khi bước vô chánh phủ thì phải chấp nhận hết tất cả các hiểm nghi. Chúng ta đang đi vào chánh phủ là trong một cái tổ chức chánh trị, là phải tước khí giới của tập đoàn cộng sản để lãnh đạo đất nước. Nhiều đó cũng đã thấy cái sự nguy hiểm đằng trước mặt rồi, cái đúng không? Mà mình chấp nhận bước vô đó thì mình phải chấp nhận cài lên cái nguy hiểm đằng trước mặt nữa chứ. Chứ đâu phải là vô trong đó chánh phủ là được, để là quốc dân phục vụ đó. Khi mình sa cơ thất thế thì đương nhiên phải có cái sự sa cơ thất thế.
Con vị kia gọi điện thoại hỏi tôi nói này, sao tôi thấy nhân viên của chính phủ để ta Việt Nam Cộng Hòa nhốt ở trong tù. Tôi hỏi tại sao anh biết chính phủ Việt Nam Cộng Hòa nhốt ở trong tù. Nói là tại vì người trong cái phe tôi cũng bị nhốt ở trong đó. Tôi nói ố, tôi tưởng đâu có chỉ có chính phủ Đại Tam Việt Nam còn nhân viên chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa bị nhốt ở trong đó. Cái này trong trong đó cũng có là nhân viên của cái tổ chức của anh cũng bị nhốt trong đó. Như vậy thì anh ta thấy tôi làm cái gì? Đã bước vô cái chính phủ chính trị thì phải chấp nhận có sự rủi ro đó chứ. Mà anh đó anh cảm thấy bó tay trong cơm. Thì ngày hôm nay tôi xin thưa quý vị, có một vài vị chỉ có một cái clip thôi. Chỉ có một vài cái clip quý vị kia là tìm cách share lên cho bằng được ha. Share lên cho bằng được là để chi, để là quyết đã bôi xấu chính phủ rằng là chính phủ ngày hôm nay là không có ai để cứu rỗi quý vị khi mà quý vị bị bắt, bị như thế này, bị như thế nọ, bị bắt vô rồi chính phủ không có một người nào hỏi thăm hoặc là giải vây đùa giải giải bày điều này điều đó. Thật sự quý vị xem chính phủ để Tam Việt Nam Cộng Hòa giống như một cái game chơi vậy á. Tôi hỏi quý vị coi nha, nếu trong thời Trần Hưng Đạo, trong thời nhà Trần Trần Thánh Tông, quý vị thấy quốc dân của Việt Nam không? Ghi cái câu là giết quân Mông ở trên cái trán của mình. Đúng không? Để giết quân Mông. Để là khắc ghi lòng là quyết tâm không thể đầu hàng với quân Mông Cổ được. Nhưng khi quân Mông Cổ nó tới nó cưỡng chiếm nước Việt Nam, nó rượt là vua nhà Trần nó chạy lên núi xuống biển. Đức Trần Hưng Đạo gần như là kiệt sức. Nhưng đâu có ai nói cậu rồi nó bắt người dân Việt Nam chúng ta là những người nào mà xâm được cái chữ là xét 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 đét, tức là diệt quân Mông ở trên trang, nó bắt nó giết, dọc đường đi. Nhưng tại sao không có một người nào nói là Đức Thánh Trần Thánh Tông ơi, ông Trần Hưng Đạo ơi, cứu giùm tôi, tại sao ông tôi theo ông mà bây giờ dặn nó giết tôi, sao ông không trở lại cứu tôi? Có ai than vãn, có ai nói câu đó không quý vị? Có ai nói câu đó không? Một người nào nói câu đó có đúng không? Khi đã chấp nhận với lại Đức Trần Thánh Tông và Trần Hưng Đạo để mà chống giặc thì chấp nhận hết tất cả mọi rủi ro nếu có. Khi mà quân Mông Cổ nó thấy rằng là dân Việt Nam ai cũng cũng xăm cái chữ xét đáng ở trên tay hay là ở trên trán cả, cho nên nó là nó bắt nó chém nó chặt đầu. Nhưng quốc dân Việt Nam không một người nào than than ố rằng tại sao vua Trần không cứu tôi, tại sao ông Trần Quốc Tuấn Hưng Đạo Vương không 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 đem quân lại cứu tôi, tại sao quốc dân Việt Nam ngày đó họ ngày đó lại quyết lòng quyết dạ không có cái tiếng than ố, mà còn quốc dân ngày hôm nay lại lại than ố lên. Tại sao tôi theo vào chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, bây giờ cộng sản nó nhốt tôi mà không thấy ông tổng thống nào ông quân trở về cứu tôi? Thật sự là một sự, chẳng lẽ quốc dân Việt Nam ngày hôm nay là thua quốc dân người Việt Nam của chúng ta ngày mấy trăm năm về trước hay sao? Hả? Tại sao là thua dữ vậy? Chẳng lẽ mình lại sống đi ngược lại, ngược đường đời hay sao? Hả? Bình Định Vương Lê Lợi cũng vậy. Khi ngài chạy vô trong núi, ngài gửi cái câu thơ hịch xuống để mà chiêu mộ, ngưỡng mộ lòng dân rằng là Lê Lợi quy quân Nguyễn Trãi quy thần. Người dân hâm mộ tìm đủ một cách liên lạc với lại Đức Lê Lợi để mà tòng quân nhập ngũ quánh quân Minh. Thì cũng bị quân Minh nó
bắt nó bắt ép nó lấy dầu, nó giết quân Minh, nó giết người Việt Nam tàn bạo, nhưng mà người Việt Nam chưa có một người nào theo. Ông Lê Lợi ơi, tại sao ông kêu gọi chúng tôi là tổng quân nhập ngũ với ông, bây giờ là quân Minh nó bắt nó giết chúng tôi quá trời mà không thấy ông ở đâu, ông còn ở túc trên núi. Người Việt Nam lúc đó không ai thèm nói lên cái câu đó đâu quý vị. Tại sao người Việt Nam lúc đó lại bất khuất dữ vậy? Còn người Việt Nam chúng ta ngày hôm nay sao nó mềm như cũng bún vậy? Tại sao lại dùng cái câu rằng là theo hoàng chính phủ, bây giờ cộng sản nó bắt nó nhốt tù, không thấy chính phủ ở đâu? Vậy là có phải là tư duy của người Việt Nam ngày hôm nay nó thiếu kém, không bằng cái tư duy của người Việt Nam 6-700 năm trước không? Đúng không? Quay clip lên nó nói, nè nè nè, chính phủ, nhân viên của chính phủ bị bắt nè, không ai ngó nè. Nói đó là tự nhiên thấy cái chữ lòi, chữ ngu, chữ ngục ra. Hôm nay quốc dân đang nằm trong sự kềm tổ của tập đoàn Cộng sản. Chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đang ở ngồi khơi. Thì làm sao mà lửa như thế đó mà cứu được, nước như thế đó mà cứu được lửa? Bước vô chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa phải chấp nhận những cái rủi ro đầy khó khăn đằng trước mặt. Chẳng phải vô chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cầu mong để một ngày kia cộng sản nó bắt lên rồi cái tự nhiên lúc đó là kêu chính phủ về, kêu nước ngồi gửi tiền về. Những cái trò lú bịch của tập đoàn cộng sản, của cái đám ghi ganh tị viên, cái nó lập ra nó chạy thoát được cái cặp mắt của chúng tôi suy nghĩ đâu. Người dân Việt Nam mà chưa có văn minh bị quân Mông Cổ xuống cắt đầu từng người mà không có một người nào ta thế rằng là ông Trần Hưng Đạo, nhà Trần, vua nhà Trần, sao các ông không cứu tôi theo các ông mà sao ông cứu tôi để quân quân Mông Cổ nó giết tôi? Tại sao vậy quý vị? Tại sao người dân lúc đó không ta tháng như quý vị, không la làng giống như người dân ngày hôm nay la làng? Tại sao quân Minh nó bắt người dân ấy, nó ép ra để nó lấy dầu để nó về nó chiên cơm chiên cá nó ăn, mà người dân Việt Nam không ai ta tháng? Ông Lê Lợi ơi, ông dụ dỗ chúng tôi theo ông, bây giờ quân Minh nó bắt ép dầu, nó ép lấy dầu như thế này, sao ông không cứu tôi mà ông núp ở trong rừng, trong núi, trong đó? Có ai nói câu đó không? Không. Có đúng không? Lịch sử vẫn còn để đó, chưa có cái trang sách sử nào mà nói cái câu là người dân là bốt tậu Bình Định Vương Lê Lợi hay là Trần Nhân Tông, Trần Thánh Tông hay là Hưng Đạo Quân, Trần Quốc Tuấn. Mà ngày hôm nay tại sao có một số người lỡ làm công nhiệm vụ rơi vào tay giặc mà chưa nghe cái người đó phát biểu, mà toàn là những người thập kỷ bánh xe phát biểu? Và quý vị ở trong nước cũng vậy, tôi đã từng nói rằng quý vị bước vô chính phủ là đem cái mơ ước của mình để giải thể tà quyền cộng sản tại Việt Nam. Dẫu cái hy sinh cũng vui nguyện chẳng thay lòng đổi dạ, nên nhớ điều đó. Dẫu cái hy sinh cũng vui nguyện chẳng thay lòng đổi dạ. Chính phủ là một cái chính trị mà để đối lại cái là tập đoàn cộng sản gian manh kia. Nó có súng, có đạn, nó có viên cả một cái đạn phải cúp giật của nó. Thì chúng ta phải dọn mình để sẵn sàng chịu đựng đó. Tôi đã nói là các anh chết trước, các anh bị bắt trước, tôi chết sao, tôi bị bắt sao. Bây giờ tôi đã lỡ chừng tôi đang là người tị nạn cộng sản ở tại Na Uy này, thì tôi phải ở đây tôi làm hết tất cả những gì mà tôi có thể làm được.
cho quốc gia dân tộc. Nếu có lệnh mà nó chinh phục được cái luật pháp của Na Uy mà nó dẫn độ của tôi trở về Việt Nam, tôi chấp nhận cái điều đó. Chứ không phải là ta thắng. Chúng ta hôm nay là người công dân nằm ở trong cái thờ Hoàng Kim này mà lại thua công dân cách đây là 500 năm về trước hay sao? Cộng sản nó du cúp chính quyền miền Nam, Việt Nam nó chết, tôi nói nó chết hàng rầm dọc theo hàng triệu người. Nhưng mà quốc dân không bao giờ nói là Hồ Chí Minh, Bác Hồ kêu con xuống ăn cúp miền Nam, Việt Nam, giờ con ca chao cho nó chết mà không thấy Bác Hồ vô miền Nam, Việt Nam để cứu con tôi. Không nghe người ta nói câu gì luôn á. Không nghe người ta nói câu gì. Nhưng mà trong cái thời buổi này là người ta đã tạ thấy nhiều chính phủ không thấy ông tổng thống đồng quân trở về cứu chúng tôi, giờ nhân viên bị bắt hay như thế này thế đó. Họ tạ thán lên ập tới đây và nó bị, tôi thấy nó một cái nhục của cái bọn canh tị viên không có khả năng đi theo quốc chính phủ để thăm Việt Nam Cộng Hòa, tự tách ra giống như con người thua cuộc trên đường đua, nhục nhã cào bằng phím. Rồi lấy râu ông cắm qua cầm bà nọ dựng lên câu chuyện. Nhưng mà quý vị nên nhớ cái tư duy của người Việt Nam ngày hôm nay là có cái tư duy suy nghĩ rất rõ ràng, biết những cái con người nào, những con người nào ganh tị viên. Chứ không phải là cái quốc dân ngày hôm nay là vừa đủ cả năm là cho toàn chính phủ Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa là cái tiêu cực hết tất cả đâu. Nên quý vị, có nhiều người phải nói là nó quá đáng, không hiểu. Chỉ có trong cái thời Hoàng Kim này, cái thời mà điện tử, điện toán không đó nha, mà lại có một cái số người phải nói là nó búng xín, không bằng cái số người mà cách đây là 700-800 năm về trước. Quân Mông Cổ nó giết dân Việt Nam, cắn răng chịu đựng. Hôm nay ta chết, ngày mai có hàng ngàn người sống theo lý tưởng của ta. Cho nên mới quấn tan được quân Mông Cổ. Mấy trận mà lịch sử không dám tô những cái vết, những lời bình luận nảy lửa, những cái màu sắc rực rỡ dốc theo đường lịch sử của quốc dân Việt Nam. Người hôm nay ra đi, người mai sau vẫn tiếp tục đi. Chứ không phải là ngày hôm nay cộng sản nó chỉ bắt một vài thằng, một vài, xin lỗi, một vài người trong một vài cái tình huống nào đó, quý vị đem lên diễn đàn ta thang. Xin lỗi, nếu trong cái thằng quân Mông Cổ mà nó xuống nó hà hiếp quốc dân Việt Nam mà có những con người mà ta thang giống như những con người canh tị viên ngày hôm nay ta thang đó hả, đem ra chặt đầu chặt trước khi mà chặt đầu quân Mông Cổ. Có nghĩa là chặt đầu những cái con người mà thiếu ý chí can đảm kia, làm lũng đoạn thời gian đó, chặt đầu những con người đó trước khi mà rút gươm ra chặt lính quân Mông Cổ.
Đó, trong trong viên cái lịch sử Đinh Lê Lý Trần Lê chúng ta đã nhìn thấy chưa có người dân nào mà nói à, tại sao là ông Đinh Thiên Hoàng là bỏ chúng tôi như thế này, à, bị quân Tàu nó tới nó đánh, à, tại sao bà Trương Trắc Trương Nhị bỏ chúng tôi như thế này để quân Tàu nó xuống nó hà hiếp. Đinh Lê Lý Trần Lê rồi bỏ chúng tôi, không có một người nào nói câu đó đâu quý vị. Hôm nay tương lai quốc dân sống, hôm nay tôi chết bởi vì cái cơ đồ, cái tương lai của quốc gia dân tộc, chết để mà sống. Mà hôm nay cái thời hồn kia mà có lai sanh những cái con người bóng thiếu, nguyên cả một cái chánh phủ sẽ không thiếu gì những người dấp phải cái luật pháp bị đào thải, những người bị sa cơ rơi vào vào tay giặc, có chứ không phải là không. Nhưng mà chẳng lẽ như thế đó là kêu Đức Quốc công tổng thống đồng quân trở về cứu chỉ những con người đó hay sao? Thì tại sao ngày xưa quý vị không kêu Đức Thánh Trần Hưng Đạo quay lại cứu quý vị khi quý vị người quốc dân Việt Nam bị quân Mông Cổ nó chặt đầu? Tại sao là cái ý chí của người dân Việt Nam lúc đó nó to lớn, còn ý chí của quốc dân Việt Nam ngày hôm nay lại nó bủn đến mức độ mà nó mềm như cọng bún vậy? Đưa lên diễn đàn tao nói chuyện hết người này tới người nọ, nói này 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 vô coi nè, vô nghe nè, nghe là gia đình của chị A anh B kia bị cộng sản nè, nó bắt nè, chính phủ không có người nào cứu hết. Tôi đã thưa quý vị, vào chính phủ có nghĩa đồng là ký một cái bản tự nguyện của mình vì quốc gia dân tộc. Một khi một ngày mai tôi sa cơ vào trong tay của cộng sản, chánh phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa nhất định không bỏ nửa khắc thời gian chùn bước bởi vì cái sự sa cơ của tôi. Hãy thẳng tiến cứu quốc cho bằng được, chứ không phải là quay lại dỗ dành hay là một lời nào cả, vấn vương cả, không cần thiết. Bước vô chính phủ đồng hành với lại cái cam khổ, cộng cam cộng khổ. Một vị lãnh đạo tối cao của chúng ta quý mình, không xem bản ngã của mình là một cái gì cả, xem như là một cái đôi dép cho quốc dân Việt Nam, thì chúng ta là nhân viên, là trong chính phủ, là không cần thiết vì cái bản ngã này mà phải quan tâm. Tù tội hơn lúc nào hết, ngay lúc này. Quý vị nào mà được cộng sản mà nó bắt vô, nó nhốt tù, nó nói là tôi là nhân viên của chính phủ để ta Việt Nam Cộng Hòa. Vị lãnh đạo của tôi là Đức Quốc công tổng thống đồng quân, phải nói lớn, nói rõ từng nét như vậy đó. Chứ đừng có vô trong đó tìm cách chối là sai nha quý vị. Quý vị nên nhớ, ở trong những cái chỗ hỏi cung ngày hôm nay, trong đó người của chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa cũng quá ư là nhiều rồi đó. Nếu những kẻ nào vô trong đó biết ở ngoài xã hội rõ ràng mình là nhân viên của chính phủ mà bước vô trong chỗ mà hỏi cung mà tìm cách không nhận mình là nhân viên của chính phủ, thì những người đó không trước thì sao? Bước ra được, bước vô thì còn đầy đủ tứ chi, chứ bước ra gần như là tứ chi nó không còn. Tại những cái thứ đó, những thứ hiếu, yếu hèn mọn. Những cái thứ đó chỉ là vào chính phủ mà vào cầu may, để cho vào chính phủ là để mong rằng là quốc dân phục vụ. Thứ đó thì không cần phải tha thiết gì nhiều hơn nữa.
mà dùng cái chữ mày tao là ông đạp cho mày một phát, ông đây là cảnh cáo nha, xóa cái message là cảnh cáo, và tôi block một cái là sáu sáu 10 ngày sau thì mới vô lại được vấn đề. Thấy chưa, những cái loài mà viết cái chữ thằng này thằng nọ trong cái diễn đàn của tôi là không có cái chữ thằng trong đây. Ok, đừng bao giờ có cái chữ thằng ở trong đây, thằng này là ông đạp hết. Cho nên quý vị nào mà lỡ chừng đã nghe những cái clip mà họ quay lên, họ bôi xấu chính phủ Đại Tân Việt Nam Cộng Hòa, thì quý vị sẽ nhìn lại lịch sử. Tại sao, đặt câu hỏi là tại sao ngày hôm nay quốc dân, tư duy của quốc dân Việt Nam của chúng ta lại nó yếu kém hơn cái tư duy của người Việt Nam cách đây là mấy trăm năm về trước. Quân Mông Cổ, quân Tàu nó giết người Việt Nam, nó giết giống như nó cắt ra vậy đó. Mà chưa bao giờ có một người dân nào nói: "Ê, ông Lê Lợi ơi, tại sao ông dụ dỗ chúng tôi theo ông, bây giờ giặc nó giết tôi, không thấy ông. Ê, Đức Trần Thánh Tông ơi, ông làm vua ông đi đâu mà để cho dân nó giết, dân Tàu nó giết tôi, dân Mông Cổ nó giết tôi." Không có một người nào nói câu đó. Khi đất nước lâm nguy, thất phu hữu trách. Cái kẻ thất phu nó còn có trách nhiệm đến đất nước, huống chi như con người chúng ta không phải là thất phu. Vậy mà miệng mồm nào, tư duy nào mà đem clip nói đi theo tổng thống, đi theo Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, bây giờ cộng sản nó bắt rồi, Đại Tam của Việt Nam Cộng Hòa còn ở bên Mỹ, không còn ở bên Mỹ, Đại Tam Việt Nam còn ở đâu trong lúc này nữa, hả? Trong lúc này cái tư duy người Việt Nam chúng ta ngày hôm nay là nó nằm ở đâu, nó mạnh cỡ hàng nào, chỉ có nhiêu đó mà đăng báo lên rồi là cài thêm, đổ thêm, mỡ thêm, dầu thêm, muối đồ rồi cho nó thành câu chuyện to lớn lên. Thật sự bê bối, thấy quý vị bê bối quá. Nhưng quý vị nên nhớ những cái gì mà quý vị nói, quý vị viết, quý vị post lên trên Facebook ngày hôm nay nó sẽ không mất đâu. Cái tên, cái danh của quý vị nó sẽ ở hằng ở trên đó. Rồi một ngày kia khi đất nước được thanh bình, khi chúng tôi chấp pháp được rồi thì quý vị là có bay lên trời chúng tôi cũng bay theo nó. Cho quý vị biết nghe vậy. Mình thấy cái tư duy của quốc dân Việt Nam ngày nay là cái gì nó cũng thua tư duy cái ngày xưa, sao mới lạ đấy. Cái thời mà chỉ là cầm cung tên thôi à. Vậy mà tư duy ngày đó là quyết chí tan bồng dữ, còn cái tư duy ngày hôm nay sao nó bún. Dễ chao động. Thế rất là lạ. Đáng tiếc, đáng thương. Những thứ đó chỉ cào bàn phím mà chọn với nhau cho hết ngày hết giờ. Ông đạp xuống nhà cầu chứ đừng có lên đây là thằng 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 lên diễn đàn có ông mà có cái chữ thằng nó nói là không được. Phải thưa kính cho rõ ràng. Đừng có dạy ngu lâu dốt bền. Cho nên chúng ta hôm nay là phải nói là mừng, phải mừng cho nhau rằng chúng ta có Đức Quốc Công Tổng thống đầu quân, và những ngày tháng gần tới đây, gần tới đây là bên độ chúng quý vị sẽ thấy lá cờ vàng ba sắc đỏ tung bay. Hôm nay Bộ Tư lệnh
nhân viên Bộ Tư lệnh đã về đến nước Việt Nam rồi đó. Thấy chưa? Cho quý vị biết và nhìn thấy điều đó. Chứ không phải là cái câu chuyện này đến tới ngày hôm nay chính phủ Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc đã là làm việc sát sao với là chính phủ để thăm Việt Nam ngày hôm nay là để tan biến theo thời gian đó. Quý vị nên nhớ. Không có Đức Quốc Công, không có chính phủ để tam Việt Nam Cộng Hòa, không có chính phủ để tam Việt Nam Cộng Hòa đồng nghĩa rằng nước Việt Nam đầu hàng cộng sản. Mình nhớ điều đó. Tất cả người Việt khắp nơi thế giới đang đợi chờ từng ngày theo dõi tin tức của chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Khi tôi làm livestream họ không có muốn vô nghe, nhưng mà khi tôi tắt livestream họ vô nghe, họ theo dõi thôi, coi thử chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ là thời gian còn bao nhiêu lâu nữa. Họ mơ ước, họ cầu nguyện trong lòng, họ không muốn nói ra ngoài nhưng mà họ cầu nguyện trong lòng. Tạm biệt quý vị, công đức vợ. Bye bye Tâm Hội, Tư Nhi. Yeah, công đức võ, thank you. Kim Lê, bye bye. Từng lũ reo cười ả lính nghĩa dù trong thời bố trai. Phải lo đi hái chim đào,
mấy hàng cà phê đen, các cung nữ mê lính nhìn ngẩn ngơ nhìn. Lính ba ga năm bảy ngày rồi. Chào tạm biệt Nguyễn Tiền. Ok, bye bye quý vị. Chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ bên cạnh người yêu thương nhất của đời mình. Bye bye.